Con là Yên Thảo. Và con tu sĩ linh mục Giuse Phạm Văn Bình. Cùng với ban tổ chức, chúng con hân hoan kính chào Đức Hồng Y, Đức Cha Phêrô, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý vị quan khách cùng với quý vị khán giả đã đến với chương trình Nhịp cầu Caritas hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, tiếp theo tiếng trống rộn ràng, vui tươi của giới trẻ Mỹ Tho, chúng con sau đây xin được trân trọng kính mời cha Vincent Vũ Ngọc Đồng, giám đốc Caritas Tổng giáo phận Sài Gòn sẽ lên sân khấu có đôi lời phát biểu chào mừng cùng quý đức cha và quý vị. Xin trân trọng kính mời cha. Trọng kính Đức Hồng Y Gioan Baptista, trọng kính Đức Cha Phêrô, kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, quý khách và toàn thể quý vị. Thay mặt cho anh chị em Caritas Tổng giáo phận Sài Gòn và cho ban tổ chức cùng những người có hoàn cảnh đặc biệt, chúng con xin kính chào Đức Hồng Y, quý đức cha, quý cha và toàn thể quý vị. Trước quang cảnh đầm ấm thân tình này, hiện lên trong tâm trí chúng con hình ảnh câu chuyện trong tin mừng của Thánh Luca. Lúc ấy, Đức Giêsu đang giảng dạy trong một nhà nọ. Một người bị bại liệt nằm trên chõng. Anh ước mong được gặp Đức Giêsu, mà người ta thì đông quá. Các thân nhân và bạn hữu lên kế hoạch cùng nhau rỡ mái nhà, truyền anh xuống trước mặt Đức Giêsu. Cảm kích trước lòng tin và tình đồng loại đó của họ, Đức Giêsu đã chữa anh lành. Thực hiện chương trình này, chúng con cũng muốn bắt chước những người bạn của người bị bại liệt trong tin mừng. Cùng với chúng con tối hôm nay là các vị mục tử quý yêu, những bạn bè, những ân nhân, những ca sĩ, nghệ sĩ, tất cả là những thân nhân và ân nhân của những người có hoàn cảnh khó khăn. Hiện diện nơi đây cũng có rất nhiều vị đã đồng hành với chúng con trong suốt thời gian qua. Tất cả quy tụ lại để tìm cách giúp cho những người anh chị em có hoàn cảnh đặc biệt vơi đi phần nào nỗi khó khăn. Một ước mong thật đơn giản. Thay mặt cho ban tổ chức chương trình ca nhạc gây quỹ bác ái xã hội của Caritas Tổng giáo phận Sài Gòn và những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn, chúng con tri ân Đức Hồng Y, quý đức cha, quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân và toàn thể quý khách đã ủng hộ chương trình này. Chúng tôi muốn nhân cơ hội này nói lên lời cảm ơn cách riêng với những vị ân nhân, nhất là quý anh chị trong gia đình doanh nhân công giáo và giới y tế công giáo đã nhiệt tình đồng hành với Caritas Tổng giáo phận suốt thời gian qua trong công tác phục vụ những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi đặc biệt cảm ơn cha Nguyễn Sang và ông bà Vũ Thanh Tâm cùng Đông Phương Group đã hết lòng yêu thương hỗ trợ Caritas Tổng giáo phận tổ chức sự kiện này. Cũng xin chân thành cảm ơn cha Giuse Phạm Văn Bình cùng tất cả các nghệ sĩ, ca sĩ đã nhiệt tình tham gia chương trình đầy tình nhân ái này, đặc biệt là ba vị danh ca từ hải ngoại xa xôi về đây phục vụ cho chương trình. Xin cảm ơn các nhà đồng hành, các nhà tài trợ cho sự kiện. Chúng tôi cảm ơn các anh chị em thành viên Caritas đã cộng tác đắc lực cho sự thành công của chương trình. Cũng xin cảm ơn ban quản lý Adora Grandview đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chúng tôi thực hiện chương trình này. Kính thưa quý vị, khi đề cập đến tình yêu thương, nhà thơ nổi tiếng người Đức Rainer Maria Rilke đã quả quyết rằng có điều kỳ diệu xảy đến với những người thực sự biết yêu thương, đó là họ càng cho nhiều thì họ càng có nhiều. Chúng tôi tin rằng tác giả của những điều kỳ diệu đó chính là Thiên Chúa, đấng là tình yêu đang hiện diện giữa chúng ta. Và ngay sau phần cầu nguyện chung,
Chúng con kính mời Đức Hồng Y, quý Đức Cha, toàn thể quý vị cùng thưởng thức phần trình diễn của các ca sĩ, nghệ sĩ tài danh sẽ thay chúng con diễn tả tình Chúa, tình người trong bầu khí yêu thương. Chúng con xin kính chào. Sau đây, chúng con kính mời quý vị dành một chút thời giờ để cùng nhau chúng ta cầu nguyện. Xin mời quý vị đứng. Xin kính mời quý vị cùng hát chung bài hát rất quen thuộc, Đâu Có Tình Yêu Thương. Đâu có tình yêu thương, ở đây có đứng Lạy Thiên Chúa là đấng tốt lành và giàu lòng xót thương. Chúng con nhận biết cuộc sống của chúng con cùng với những gì chúng con đang có là một quà tặng và phúc lành của Chúa. Chúng con xin cảm tạ Chúa. Giờ đây xin khơi dậy trong chúng con ước muốn thực hành loan báo tin mừng bằng những việc làm cụ thể của đức ái. Xin nhắc chúng con luôn nhớ rằng tất cả những gì chúng con làm cho những người anh em và những chị em bé nhỏ nhất là chúng con làm cho Chúa. Chúng con cầu xin Chúa nhờ danh Đức Giêsu Kitô và trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Kính thưa quý Đức Cha, kính thưa quý vị và cả cô Yên Thảo nữa. Theo tôi thì lần đầu tiên Caritas Sài Gòn tổ chức một đêm văn nghệ như thế này mà đã quy tụ được một số khách mời đầy cả khán phòng như vậy thì đã là một phúc lành lắm rồi. Dĩ nhiên chúng ta vẫn cứ muốn nhiều hơn, đông hơn. Nhưng thưa quý vị, biết bao nhiêu là vừa, biết bao nhiêu là đủ ạ. Và lại thưa quý vị, làm việc bác ái đó thì luôn luôn là một thách đố, vì người ta phải hy sinh thời giờ, hy sinh công sức và cả tiền của nữa. Thế nên ở đây xin phép được hầu chuyện với quý vị một câu chuyện như thế này. Một hội từ thiện ở thành phố cho biết là chưa khi nào nhận được đóng góp của vị chủ ngân hàng tại thành phố đó. Vì thế bà trưởng ban điều hành bèn gọi điện thoại cho doanh nhân này. Bà mở lời như sau: Thưa ông, theo thông tin của chúng tôi nhận được thì nhà băng của ông rất thành công trong những năm qua, nhưng tiếc là chúng tôi chưa lần nào nhận được sự đóng góp của ông. Bây giờ ông có thể giúp chúng tôi được không? Ông chủ ngân hàng đáp lại: Thế bà có biết là mẹ tôi đang đau nặng và việc điều trị cực kỳ tốn kém hay không? Bà trưởng ban ngập ngừng trả lời: Chúng tôi không biết. Ông kia lại tiếp: Thế bà có biết là em trai của tôi bị tai nạn và đang thất nghiệp không? Chưa hết đâu, ông anh rể của tôi vừa mới qua đời đó và để lại 4 đứa con. Thế bà có biết không? Ông chủ nhà băng trả lời thế này: Vậy đó, thế mà tôi không hề cho họ một cắc nào cả. Thế tại sao bây giờ tôi lại phải đem tiền mà dâng cho bà hả? Bà nghe chưa? Kính thưa quý vị, đây là một chuyện cười mà lại khó cười. Là vì nó chạm đến mặt trái của cuộc sống, chạm đến vùng tối của cuộc đời con người. Ai cũng có lý lẽ để biện minh cho mình. Nhưng thưa quý vị, giữa chúng ta thì không phải như thế. Con số của 1.231 khách mời đã là một chứng minh cho điều ấy. Chúng ta cùng hoan nghênh chính chúng ta.
Theo ban tổ chức cho biết thì đã có những nhóm rất thành công. Thí dụ như là Caritas thuộc giáo họ Sài Gòn Chợ Quán chẳng hạn, họ đã có số khách mời lên đến 150 vị và đó là số khách mời đông nhất. Và trong đó chỉ riêng giáo xứ Thánh Francisco Da Cao thôi đã có 65 khách mời. Như vậy chúng ta cùng nhau chia sẻ niềm vui của ngày hôm nay đi ạ. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ xin cô Yên Thảo cho chương trình được tiếp tục.